Chào mọi người, hôm nay Quang sẽ nói về chủ đề bất động sản ha. Lâu lâu làm cái video upload lên chia sẻ mọi người chơi cho vui. Vừa rồi gia đình mình mới đi du lịch Đà Lạt về, không khí trên đó cũng rất là mát mẻ, trong lành, nên mình cũng đang có cái nhã hứng để chia sẻ cho mọi người về một cái chủ đề bất động sản mà nó có liên quan hôm nay ha. Video này sẽ hữu ích cho những bạn mà đang suy nghĩ do dự xem là có nên quyết định vào trong nghề này để làm hay không các bạn. Những người mà có thể đang làm nghề ngành nghề khác muốn chuyển đổi qua bất động sản, hoặc là những bạn sinh viên mới ra trường chọn một cái công việc đầu tiên nào đó để làm, có thể suy nghĩ tới. Cái video này sẽ nói về chính cái ưu điểm của ngành bất động sản mà, tức là chính cái lợi ích đem lại cho cái người làm bất động sản đó là gì. Thì sau 9 năm mình trải nghiệm trong nghề á, có ghi chú liệt kê ra là chính cái lợi ích sau đây dành cho người làm bất động sản mà. Cái thứ nhất đó là thời gian linh hoạt, không có khó khăn gì về xin phép, tức là bạn có thể làm việc ở trong văn phòng, nhân viên kinh doanh bất động sản các bạn có thể làm việc trong văn phòng với máy tính, điện thoại, mạng rồi các thứ vân vân, rồi cell phone, hay là bạn có thể đi làm ở bên ngoài, kiếm khách bên ngoài bằng những cái kênh cà phê, cà pháo, hay là tờ rơi, tờ bướm vân vân các kiểu, lấy số điện thoại ở đâu đó vân vân, rất là nhiều. Còn bạn có thể làm kiếm khách hàng tại nhà bằng máy tính, bằng SMS, hay là viết thư quảng cáo, hay là đăng tin vân vân, đó các thứ rất là nhiều. Thời gian thì nói chung là cũng khá linh hoạt, đương nhiên công ty cũng có thể bắt bạn làm trong công ty, nhưng mà cũng có lúc ở chỗ này chỗ kia, không có nhất thiết là phải ngồi ở chỗ các bạn. Rồi kể cả mà ngày nghỉ cũng vậy, bạn làm nhân viên kinh doanh đó, miễn mà bạn đừng có đạt kết quả tệ quá nha, thì bạn hoàn toàn bạn có thể bạn xin phép sếp ơi, em nay em xin nghỉ để mà cho cái việc cá nhân của em, các bạn có thể xin nghỉ để đi đám giỗ, đám cưới, hay là về quê thăm bạn bè, hay là đi du lịch đồ vài ngày, không sao các bạn, miễn là các bạn làm qua một vài tháng, 2, 3, 4 tháng gì đó, các bạn có năng lực là được, miễn các bạn đừng có né tránh mấy cái sự kiện quan trọng của công ty là thôi. Các bạn có thể xin nghỉ đi du lịch, càng ngày các bạn được cứng cựa trong nghề thì các bạn còn thoải mái về thời gian hơn nữa, tức là thoải mái đây là các bạn được quyền lựa chọn để mà lúc nào làm gì, lúc nào nghỉ, hay là để ưu tiên cho cái việc nào bạn muốn vào một cái lúc nào đó chẳng hạn vậy. Ví dụ như mình đây nè, là vừa rồi gia đình mình đi du lịch ở Đà Lạt đó, 4 ngày 3 đêm, mình đi vào cái ngày mình chọn sau ngày lễ, là mình đi từ ngày 5 tây tới ngày 8 tây tháng 5 mình về, là qua cái đợt lễ 30/4, 1/5 rồi mọi người đi Đà Lạt hay là các cái khu du lịch ở Vũng Tàu, hay là đi về quê ở các cái bến xe, như là ví dụ như bến xe miền Đông, miền Tây, bến xe ngoài miền Bắc, có bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát gì đó vân vân, là đông kẹt xe Châu Đốc, hay là phà Vàm Cống rồi các thứ vân vân, rất là kẹt xe, rất là mệt mỏi, Sài Gòn, Hà Nội rồi vân vân, rồi đi về quê Đắk Lắk, Tây Nguyên, Lâm Đồng rồi các thứ, rất là mệt mỏi. Và mọi người đi du lịch ở các cái bãi biển toàn là biển, người đông nghẹt, hết khách sạn, cháy phòng rồi, dịch vụ hàng hóa vừa cao vừa bon chen, rất là cực khổ, mà chất lượng dịch vụ lại thấp. Nhà mình cứ rung đùi hả, nghỉ giải lao trong mấy ngày nghỉ lễ như mọi người á, rồi sau đó tới ngày năm qua lễ hoặc trước lễ gì đó mình cứ đi du lịch vậy thôi, nó rất là nhẹ nhàng các bạn. Hồi năm 1-2 năm trước mình cũng chọn đi trước lễ, giờ năm nay mình chọn đi sau lễ, rất là khỏe. Tết mình cũng không bao giờ đi Đà Lạt, mình chỉ đi Đà Lạt sau Tết thôi, ví dụ như vậy. Nó vẫn đẹp vô tư các bạn. Sẵn nói về Đà Lạt không khí tuyệt vời các bạn. Đà Lạt phải nói là không khí rất tuyệt vời, rất trong lành, là thành phố du lịch rất nổi tiếng luôn. Nếu mà các bạn mà nào mà chưa đi tới Đà Lạt đó, thì mình khuyên là nên đi Đà Lạt. Rất xứng đáng luôn các bạn. Mình nên đi đa dạng chút xíu để cho biết nha, chứ đừng đi ở khu trung tâm Đà Lạt không thì cũng mấy thành phố ngàn hoa các bạn. Tuyệt vời luôn, mình đi Đà Lạt cảm thấy rất thích luôn. Đặc biệt là những các bạn ở ngoài miền Bắc đó, thì hơi xa Đà Lạt đó, thì có thể không biết, rất đẹp, rất thích, rất hay. Nó khác Sa Pa, mà Sa Pa thì nhiều khi hơi lạnh hơi nhiều và không có nhiều hoa cỏ đâu như Đà Lạt đó các bạn, nhiều kinh khủng đó. Giờ nó có vừa có hồ, vừa có hoa đâu, vừa có đồi thông đâu, cái thứ nó kết hợp nhiều lắm. Đương nhiên mỗi nơi có mỗi cái đẹp hay, nhưng mà Đà Lạt rất nhiều cảnh đẹp các bạn. Cái ưu điểm thứ hai của nghề bất động sản các bạn, mau thăng tiến các bạn. Mau thăng tiến, mau lên cấp. Bất động sản là cái nghề, cái lĩnh vực rất dễ mau thăng tiến, mau thăng cấp các bạn. Đương nhiên là các bạn phải có năng lực nhé, thì các bạn mới thăng tiến, các bạn mới thăng cấp. Nhưng mà ý nói là những cái ngành nghề khác đó, các bạn không có dễ để mà thăng cấp, thăng tiến đâu các bạn. Nên xét rất nhiều thứ rồi vân vân các kiểu, giờ thời gian lâu thâm niên rồi 6 tháng 1 năm 2 năm rồi vân vân các thứ, rồi phải chờ người khác nghỉ xuống vị trí đó thì bạn mới lên rồi vân vân các thứ. Còn bên bất động sản là không có đâu, là bạn giỏi là những cái người cấp trên hoặc những người chủ là cứ bóc bạn lên làm những vị trí quan trọng, cho dù bạn là 8x 7x hay là 9x gì cũng không sao đâu các bạn. Quan trọng các bạn giỏi là ok, ok gì hết.
tuổi tác giờ thâm niên làm trong công ty vài tháng thì cũng sao nữa, bốc lên làm vị trí cao liền luôn. Cái đó là cái rất là hay các bạn. Các bạn làm tiền lương hưởng theo năng lực và theo cái đóng góp, và cái đóng góp và cái năng lực của bạn càng nhiều, bạn đóng góp càng nhiều thì bạn hưởng lương càng cao, không giới hạn luôn mà. Rồi đây là cái môi trường mà nó thỏa sức cho bạn quẩy vùng để mà giờ cái thành tựu của bạn sẽ tỷ lệ thuận với lại cái sự quẩy vùng và cái tài năng của bạn luôn. Sự nhiệt huyết máu lửa và cái khả năng của bạn càng cao, bạn lên vị trí cao là nó tỷ lệ thuận với bạn chính xác luôn. Bạn hoàn toàn bạn có thể nhanh chóng tăng lên, thăng lên những vị trí như là trưởng phòng, phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, thậm chí tổng giám đốc luôn á các bạn. Bạn có thể hoàn toàn tăng lên những vị trí đó, hoặc là thậm chí là chủ tịch công ty bất động sản lúc nào đó cũng không chừng. Ai mà biết được, nghề này các bạn khó mà nói lắm. Những cái người mà làm mà thăng tiến được những cái thành tựu cao trong bất động sản này thành đạt rất là nhanh luôn các bạn. Bạn đang xem video này của mình, làm sao mà biết được 5 năm hay là 10 năm nữa bạn trở thành chủ tịch của một công ty bất động sản nào đó. Cho nên mình không bao giờ mình xem thường bất cứ ai. Ở trên mạng lúc này có cái trào lưu, đừng bao giờ xem thường người khác. Cho nên đừng bao giờ xem thường người khác. Và mình không bao giờ xem thường bạn đâu. Biết đâu mai mốt một lúc nào đó đó Quang là sẽ đi tới công ty của bạn để mà Quang làm việc cho bạn, Quang làm việc cho anh chị. Ngồi nói vậy thôi, sau này là làm việc cho các anh chị đi xin việc, đi tới công ty của các anh chị để xin ứng tuyển vào làm đấy. Chuyện đó bình thường. Cái ưu điểm thứ ba của nghề môi giới mua bán bất động sản đó là được đi đây đó nhiều các bạn. Do tính chất công việc mà ra ngoài xem dự án, xem nhà, xem đất, mà xem cái khu này, khu kia, khu nọ chứ không phải xem một cái. Tại vì qua thời gian mình bán sản phẩm khác nhau, rồi kể cả trong cùng một khoảng thời gian mình cũng bán trong cùng một địa bàn đó, nhưng mà rất nhiều các sản phẩm khác nhau thì mình cũng đi nhiều. Rồi mình gặp khách, đưa đón tiếp khách, rồi đón ở chỗ này chỗ kia, rồi thậm chí đi tới nhà khách hàng để mà tư vấn nói chuyện với người ta, đi tới nhà hàng, đi tới quán cà phê, vân vân các thứ để mà hẹn gặp trao đổi với người ta. Rồi thậm chí một cái hợp đồng phải trao đổi tới trao đổi lui, gặp tới gặp lui rất là nhiều lần. Rồi gặp tại công ty, có những lúc không đi ra ngoài thì mình có thể ở công ty hoặc ở nhà hay là ở văn phòng ở đâu đó. Đó thì mình làm những công việc ở trên văn phòng, trên máy tính hay là giấy tờ hay là cell phone rồi này nọ vân vân các thứ. Công việc này nếu mà bạn là người hướng ngoại thì nó đúng thật là nó rất là thích hợp cho bạn luôn. Có những người là tìm một công việc gì đó để làm đó các bạn, chán những công việc mà ngồi một chỗ ở trong văn phòng 8 tiếng đồng hồ từ ngày này qua tháng nọ, sáng ra vô tới gửi xe ra về, ra vô về, ra vô về, ra vô về, ngày này qua tháng nọ, qua năm này qua năm nọ, nhiều năm như thế luôn. Có những người chán mà nhiều khi thu nhập cũng không có nhiều hết, tức là thu nhập ok cũng trang trải cuộc sống cũng được, nhưng mà cứ lẹt đẹt vậy hoài, rồi cứ lay hoay lại lủi thủi trong cái máy tính hay trong cái phòng nào đó suốt năm này qua tháng nọ luôn. Có nhiều người chán không có chịu được nữa đó, hoặc là do không phù hợp được với cái tính cách mà bị tù túng như thế mà, thì bất động sản là một nghề gợi ý cho các bạn. Nếu mà các bạn làm khoảng cỡ tầm 1-2-3 năm trở lên thì cái này kể thêm cho vui thôi, các bạn dễ dàng được có nhiều cơ hội để tham dự những bữa tiệc rất xa hoa, rất hoành tráng luôn. Thì tới đó các bạn cũng được mở rộng tầm mắt, bạn tiếp xúc với những người mà có hiểu biết nhiều và giàu có cho đến siêu giàu rồi. Họ là những cái người khách hàng hoặc là những cái người đồng nghiệp của chúng ta. Chúng ta tiếp xúc với họ là chuyện bình thường, và chúng ta học hỏi từ những cái hay của họ nó hoàn toàn chính đáng thôi. Chúng ta chứ không có phải là xin xỏ gì của ai cả đâu các bạn. Hoặc chúng ta nhìn thấy được những cái hoàn cảnh của họ mà khiến chúng ta mở rộng tầm mắt hơn, chúng ta mở rộng những cái mục tiêu của mình hơn. Đó là thông qua cái việc mà được đi đây đó nhiều là như vậy được. Thì cái ưu điểm này nó cũng nằm trong cái ưu điểm số 9 mà mình sẽ nói. Cái ưu điểm tiếp theo của cái ngành lĩnh vực bất động sản này các bạn, đó là rào cản ngành thấp các bạn. Cái này thì nghe có vẻ nó hơi quản trị kinh doanh chút xíu, đó mình học cái cụm từ này, đó là rào cản ngành thấp. Tức là sao? Tức là bạn học ngành kinh doanh, kinh tế, hoặc là bạn học cái ngành nào gì đó cũng được, bạn cũng có thể vào ngành bất động sản để bạn làm sale, bằng bắt đầu từ nhân viên bất động sản lên được cả các bạn ạ. Cả các bạn. Thì ví dụ như bạn chưa có kinh nghiệm thì nhưng mà bạn có kinh nghiệm cuộc sống, bạn cũng có những cái kiến thức phổ thông và những cái kiến thức xã hội văn hóa bình thường giống như bao người khác các bạn.
là những kiến thức đó là cũng là một cái ok, là một cái điều kiện cũng 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 tốt rồi các bạn. Đó, rồi học nghề thì ví dụ như bạn chưa có thì bạn ở một lĩnh vực khác không sao cả, bạn vô công ty sẽ đào tạo nghề cho các bạn 1 tuần 2 tuần 3 tuần 4 tuần, 1 tháng 2 tháng 3 tháng, rồi dần dần bạn sẽ tương đối, bạn sẽ bắt đầu làm được những cái việc cơ bản, rồi sau đó từ từ bạn sẽ trau dồi lên. Đặc biệt nếu mà bạn là người nhanh nhạy á, bạn là người nhanh nhạy và bạn đã có kinh nghiệm đời nhà rồi, bạn chuyển qua ngành này rất nhanh, bạn chuyển qua nghề này nhanh lắm. Bạn có những bạn là vào nghề sao quan nhưng mà cái nắm bắt tốc độ trong cái thời gian đầu 1 năm hoặc nửa năm đầu, cái tốc độ mà tiến bộ nhanh hơn quan rất là nhiều so với hồi xưa luôn. Mình rất nể, do họ có những cái kiến thức và những cái trải nghiệm và cái đầu óc của họ có thể giỏi hơn mình, họ rất nhanh đó. Cho nên bạn nếu mà không có làm nghề bất động sản, chưa có kinh nghiệm, các công ty bất động sản đều đa số đều tuyển không có kinh nghiệm cả, không sao cả, cái đó gọi là rào cản thấp các bạn. Và các công ty tuyển dụng nhân viên bất động sản rất là nhiều luôn, không có hiếm hoi gì cả, không phải là khó khăn để tìm việc, đi khắp công ty này công ty kia để tìm không có đâu. Nhiều công ty tuyển cần người lắm các bạn, tuyển vào và dễ, quan trọng là bạn làm chịu làm thì chịu làm nhiều công ty trả nhiều, làm ít công ty trả ít vậy thôi. Cái rào cản nghề mình muốn nói thêm ở cái ý này nữa các bạn, đó là ngành bất động sản là một trong những ngành dễ kiếm tiền mà lại là rào cản nghề thấp, nó khác với là một số cái lĩnh vực mà kiếm nhiều tiền khác, ví dụ như bên tài chính ngân hàng hay bên giáo bác sĩ hay là bên những cái kỹ sư công nghệ thông tin cấp cao hay là vân vân gì đó các thứ. Để mà làm được những cái ngành nghề đó các bạn phải có những cái bằng cấp chuyên ngành thật sự và cái quá trình đào tạo thực tiễn thực tập đồ rất nhiều, học có khi cả chục năm luôn mới bắt đầu tập vô làm thực tế được, là gọi là nhân viên mới được. Rồi thậm chí còn đi xin việc khó nữa, những bạn mà làm bác sĩ y tá đồ thứ đi xin việc ở các bệnh viện đâu phải dễ đâu, thậm chí giảng viên giáo viên đi xin việc cũng không phải dễ. Còn những lĩnh vực như những ở những cái cơ quan nhạy cảm nào đó, hoặc là thậm chí là chỉ là nhân viên hành chính văn phòng cho huyện cho xã cho tỉnh đồ này nọ thứ, xin rất khó luôn. Những người có chân có ô dù đồ có thứ mới làm được, mới vô vào được thôi. Hoặc là những ngành như bên bác sĩ hay là ngân hàng hay là những cái công việc hành chính văn phòng ở những cái cơ quan nhà nước nào đó, thậm chí phải chi cái này mới được, phải có cái này nữa mà. Mấy triệu, vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu luôn mới vào làm được, mà thậm chí là tiền lương chỉ có vài triệu đồng, tiền lương chỉ có vài triệu đồng tháng thôi. Rồi lúc đầu là phải hối lộ vô trong một cái lĩnh vực đó mới làm được, rồi sau đó vô làm lương vài triệu một tháng rồi lại tìm cách đè chẹt ăn hối lộ lại từ người khác. Cái này nó hơi đắng lòng. Có những cái mà thậm chí hả, như là làm bảo vệ giữ xe ở một số cái cơ quan quan trọng, các bạn làm bảo vệ giữ xe thôi cũng phải chi tiền để được làm được đó các bạn. Mình biết có chuyện đó, chi tiền hối lộ để được xin được làm giữ xe, được làm bảo vệ. Cái ưu điểm thứ năm, cái lợi ích thứ năm của người làm bất động sản các bạn, đó là khả năng giải quyết cái bài toán mà nơi ăn chốn ở các bạn khá là dễ và có nhiều cách giải rất là hay. Mình trải nghiệm cái nghề này tới hiện tại là 9 năm rồi thì mình thấy là nhận ra được cái sự thật đó các bạn, đó là người làm bất động sản có rất nhiều cách để mà lo liệu cho cái việc là nơi ăn chốn ở, nhà cửa đất đai rồi của mình rồi như thế nào rồi thứ vân vân, và có nhiều cái kể cả không có đủ tiền mua để nhưng mà vẫn có cách để mà sớm có tiền để mua được, hoặc là làm không có đủ tiền mua cũng tìm cách dễ có cách để mà xoay sở để mà mua được, hơn là cái người mà không làm nghề bất động sản các bạn. Nói chung là cái khả năng giải quyết cái bài toán là về nhà ở đồ nơi ăn chốn ở là nhanh lẹ hơn nhiều đó. Kể cả chưa có tiền nha, nhưng mà sẽ đạt được tới điều đó sớm, do là cái mục tiêu sớm và cái người làm vào trong bất động sản thì nghĩ về điều đó sớm, đạt được sớm các bạn. Những người làm những lĩnh vực khác cũng có thể kiếm tiền được nhiều ok, nhưng mà nhiều khi cứ nghĩ là thôi từ từ mua hay chưa quan trọng hay này nọ thứ giờ lay hoay, cuối cùng thì có nhiều mình quen nhiều người, nhiều anh chị vẫn lao đao mấy chục năm luôn, nhà cửa vẫn lay hoay, vẫn chưa ra làm sao cả. Như những người mà mình quen, đồng nghiệp mình quen thì thường là làm trong khoảng cỡ tầm trong vòng 5 năm, có những người nhanh là trong vòng 2 năm là đã có thể là cất nhà mua xe ô tô rồi, mà cất nhà lầu luôn chẳng hạn, vậy cũng có thể mua xe ô tô hoặc
cất nhà lầu trong vòng 2 năm thôi, hoặc là thường là tới 5 năm là có nhà có đất là trong tầm tay ổn thỏa hết rồi các bạn, và vẫn có dư gia vốn để mà làm ăn mua bán tiếp luôn là chuyện bình thường. Nhưng mà làm trong khoảng từ tầm 5 năm là có thể giải quyết xong vấn đề nhà ở đất đai mà không phải trong hẻm gì luôn đó các bạn. Còn nhiều người làm trong lĩnh vực khác đó các bạn, gần như mọi người làm trong lĩnh vực khác đó, thì rất phổ biến cái chuyện là người ta làm 10 năm đến 20 năm vẫn loay hoay chưa xong cái vấn đề nhà ở là chuyện bình thường các bạn. Không phải, cũng không phải là điều kiện tiền bạc khó khăn eo hẹp gì đâu, nhưng mà vẫn sống phè phè, vẫn ok, nhưng mà cái chuyện nhà cửa là vẫn chưa xong, chưa xong cái bài toán đó. 10 năm đến 20 năm vẫn chưa xong là chuyện bình thường nha. Mình quen rất nhiều người như vậy luôn, và không phải những người mình quen là cá biệt đâu nha. Ưu điểm thứ 6 của cái là làm việc trong lĩnh vực bất động sản các bạn, môi trường làm việc là thường là nó sạch đẹp, sạch sẽ, đồng nghiệp thì cấp trên, cấp dưới, rồi cấp ngang hàng thân thiện, cởi mở, vui vẻ. Mọi người làm bất động sản là một cái cái công việc giao tiếp với những người khác mà chắc là vui vẻ, là cái công việc kinh doanh và giao tiếp người khác rất vui vẻ, rất là cởi mở, rất là thiện chí, không có mặt mày hình sự như là một số người ở những cái cơ quan nào đó, cơ quan XYZ nào đó. Ở đây làm gì? Để nó đi. Rồi. Qua bên lại kia bấm số thứ tự rồi ngồi đợi nó đi. Qua bên kia bấm số thứ tự rồi ngồi đợi đó đi. Ưu điểm thứ 7 của nghề những người làm trong lĩnh vực bất động sản đó là các bạn có khả năng cao sẽ trở thành người tự do tài chính và về hưu sớm. Cái này là những người mà làm bên lĩnh vực bán hàng theo mạng, bán hàng đa cấp á. Mình hồi xưa cũng được đứa bạn nó dũ mời vào vài công ty bán hàng đa cấp các bạn, cho nên mình cũng biết. Thì người ta lúc nào cũng được dạy nói về cái câu chuyện là tự do tài chính các bạn. Nhưng mà mình thì mình không theo bên lĩnh vực đó, mình chỉ vô cho biết thôi. Tự do tài chính là sao? Là bạn có thể dùng tiền để đẻ ra tiền, qua thời gian là bạn tích tụ được tiền và vốn và những cái vốn kiến thức đồ khác vân vân các kiểu. Bạn biết cách sử dụng đồng tiền và một cái cỗ máy vận hành trong cái guồng của kinh doanh của bạn, để bạn dùng nó tiền đẻ ra tiền, và cái số mà thu nhập hàng tháng của các bạn đó nó lớn hơn nhiều so với lại cái chi phí chi tiêu hàng tháng của cái gia đình bạn đó, lớn hơn rất nhiều luôn. Theo như mình thấy là làm trong lĩnh vực bất động sản này cỡ tầm 5 năm cho đến 15 năm các bạn, là có thể là trở thành người tự do tài chính là chuyện rất bình thường các bạn, chứ không cá biệt nha, rất bình thường. Tự do tài chính, tiền thu nhập các bạn nó nhiều hơn nhiều so với cái chi tiêu các bạn, kể cả các bạn không làm gì nữa vào thời điểm đó, 5 năm sau hoặc 15 năm sau bạn không làm gì cả, nhưng mà thu nhập hàng tháng của bạn nó nhiều hơn nhiều. Ví dụ như bạn chi ra tháng 10 triệu đúng không, thu nhập của bạn tháng 50 triệu, 100 triệu cho đến 200-300 triệu là chuyện bình thường sau khi bạn làm từ 5 năm đến 15 năm. Mình khẳng định điều đó. Cái điểm hấp dẫn thứ 8 của cái ngành bất động sản các bạn, lẽ ra là mọi người là nên nói cái này trước, thì là thường là nghĩ tới cái này trước hơn nè, cùng với lại cái việc mà thời gian linh hoạt đó. Người ta thường nói là ồ, làm gì, làm bất động sản hả, ui ông này kiếm nhiều tiền lắm nè, ui chị này kiếm nhiều tiền lắm nè, giàu lắm nè, phải không, làm bất động sản ghê quá ha, giàu quá nè. Cái đó là thường là cái câu cửa miệng mọi người thường nói như vậy về những cái người nào đó làm bất động sản các bạn. Thì hồi xưa lúc mà chưa vào nghề á thì mình cũng thường hay nghe người ta nói như thế, nghe đồn như thế các bạn, nó là lời đồn, đồn như thế các bạn. Hồi lúc đầu trước khi vào nghề á thì mình cũng hay mơ mộng là cuộc sống của mình hồi xưa ở quê á các bạn, cũng làm nông cũng cực khổ lắm, hồi lúc mà học sinh tiểu học rồi cấp 2, cấp 3 rồi thứ, vào gia đình cũng làm cũng cực, mình cũng mơ mộng cuộc sống là nó khá giả, nó muốn tốt hơn thì nó giàu sang vân vân, gần như ai mọi người cũng mơ ước cái điều đó cũng bình thường thôi, cũng mơ ước cuộc sống khá giả giàu sang hơn nếu có thể vân vân, thì nghĩ đơn giản vậy thôi, là mình cũng mơ mộng cũng nhiều.
Nhưng mà sau khi vào nghề bất động sản vài năm rồi các bạn, thì mình mới thấy là giấc mộng đó nó không còn nữa các bạn. Nó tan tành. Bởi vì nó là hiện sự thật, nó không còn là lời đồn các bạn. Đúng là làm cho bất động sản kiếm được nhiều tiền thì các bạn, bạn có thể kiếm được nhiều tiền, tức là dễ có khả năng kiếm được nhiều tiền các bạn. Không phải ai cũng kiếm được nhiều tiền nha, nhưng mà dễ có khả năng để chạm được cái điều đó các bạn. Nghề bất động sản nó dễ cho các bạn thu nhập cao như thế nào, mình có, nếu các bạn đi làm đi rồi các bạn sẽ biết. Hoặc là các bạn đi theo quan, có bạn nào mà tích cực siêng năng, bạn quan đang cần tìm một bạn tích cực siêng năng đi theo quan để quan làm, quan giao khách hàng cho làm. Nghề bất động sản có thể dễ kiếm tiền như thế nào, mình nói ví dụ một cái đơn giản như thế này cho các bạn sinh viên hoặc các bạn mà chưa vào nghề bất động sản cho dễ hiểu. Ví dụ một bạn là sinh viên mới vào trường đúng không? Ủa mới ra trường xin lỗi. Tiền lương của bạn, ví dụ như bây giờ là năm 2019, giả sử như tiền lương của bạn mới vào nghề, bạn làm 5 triệu một tháng, bạn làm ở các lĩnh vực khác cũng khoảng trên dưới 5 triệu một tháng bình thường. Kế toán hay là gì đó không tới 5 triệu một tháng nữa cũng bình thường. Ví dụ như bây giờ cứ coi như nhân viên kinh doanh làm bất động sản, nhân viên kinh doanh hoặc sale các lĩnh vực khác, coi như 5 triệu một tháng. Một tháng đó, ví dụ như bạn gặp một khách hàng nào đó mua cho các bạn hai nền, hoặc là bạn gặp hai khách hàng mua hai nền, thì mỗi một nền của bạn thu nhờ được hoa hồng của công ty khoảng từ 15 đến 30 triệu cho một nền đất các bạn, hoặc một căn nhà giá rẻ nào đó, thì các bạn được khoảng 15 cho đến 30 triệu cho một sản phẩm bất động sản như thế. Thì bạn, có khi bạn tháng là bạn gặp cái khách mà mua hai cái nền đất giá rẻ như kinh doanh đất nền như Bình Dương, Đồng Nai, Long An đồ với các tỉnh thứ, khách mua hai nền là chuyện bình thường. Ví dụ như một nền đó các bạn được hoa hồng từ 15 cho đến 30 triệu một nền, thì tương đương với các bạn là nhân 2 lên thì các bạn sẽ được từ 30 triệu cho đến 60 triệu cho cái doanh số của tháng đó, cộng với lại 5 triệu tiền lương, các bạn được tổng cộng cho tháng đó là dao động từ 35 cho đến 65 triệu một tháng. Một người trẻ mới chưa có kinh nghiệm làm trong nghề bất động sản nhiều, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể bán được trong 1-2 tháng đầu tiên, các bạn bán được 2 nền là chuyện khả thi bình thường các bạn. Hoặc là các bạn làm qua 3-4 tháng, 5-6 tháng gì đó, cũng được xem là người mới, cũng được xem là người còn non trong nghề, nhưng mà các bạn bán được 2 nền là chuyện rất khả thi, rất bình thường luôn. Thì các bạn được thu nhập cộng với tiền lương 5 triệu là 35 đến 65 triệu một tháng. Thử hỏi các bạn ơi, có làm cái lĩnh vực nào mà kinh nghiệm chưa tới 6 tháng, chưa tới 1 năm trong nghề, kinh nghiệm chưa tới 6 tháng, chưa tới 1 năm trong nghề mà thu nhập 1 tháng được 35 đến 65 triệu? Quá khủng luôn. Gần như mình không nghĩ ra cái nghề nào khác mà gọi là hợp pháp mà để mà đạt được cái con số tiền như thế dành cho một người còn trẻ mới ra trường hoặc là mới vô trong một cái lĩnh vực nào đó, lĩnh vực hợp pháp nha, không có đừng có buôn lậu mấy cái hàng trắng hàng đen đâu thứ nha. Hồi xưa mình làm ở các công ty khác, mình có những đứa em đồng nghiệp vô sau mình đó, là các bạn thấy ra trường các bạn còn chưa kịp nhận cái bằng tốt nghiệp ở trường nữa. Ví dụ như ra trường hồi cỡ tầm tháng 9, tháng 10 gì đó đi, mãi hả 3-4 tháng sau luôn mới nhận được bằng tốt nghiệp chính thức của trường, mà mới nhận được cái bằng tạm để đi ứng tuyển, đi làm hồ sơ để mà nộp vô công ty thôi. Thì các bạn đã có thu nhập hả cỡ 30-40 triệu một tháng là bình thường các bạn, trong khi các bạn của những bạn ấy là vẫn còn lẹ đẹt ở đâu đó, chuyện đó bình thường nhá. Và ở tỉnh thành hả, thành phố gì ở tỉnh các bạn làm sale bất động sản thu nhập không có thấp hơn ở thành phố hay ở thủ đô Hà Nội đâu nha các bạn. Đừng có nghĩ là ở tỉnh là thấp nha. Mình đang sống ở tỉnh Bình Dương và mình thừa hiểu chuyện đó, mình đã sống ở Sài Gòn rồi luôn các bạn. Sống Sài Gòn 6 năm nha. Sống ở Bình Dương nay cũng đâu đó cỡ 8-9 năm gì đó, quên mất tiêu rồi. Nhưng mà cái cuối cùng các bạn, cái cuối cùng các bạn, thường thường là mọi người lại không nghĩ tới những cái ưu điểm này trong lĩnh vực bất động sản các bạn. Cái lợi ích này rất quan trọng cho người làm bất động sản, mà mình cảm nhận rất rõ rệt và mình đánh giá rất cao cái lợi ích này cho người làm bất động sản luôn các bạn. Như những người khác làm ở ngoài nghề, thậm chí những người làm trong nghề luôn, mà đặc biệt là những người làm ngoài nghề, họ thường nghĩ tới là làm bất động sản là có thể làm nhiều tiền, nhưng mà dạng như bấp bênh hay như thế nào đó vân vân cái thứ, cho nên thôi tôi không làm. Rồi đại khái là chỉ biết là làm bất động sản là làm nhiều tiền thôi, có thể làm nhiều tiền thôi cho những người làm nghề gì đó, cho những người làm buôn bán kinh doanh trong bất động sản đó. Nhưng mà
không bao giờ nghĩ tới được cái lợi ích này trong bất động sản đó các bạn. Cái lợi ích thứ 9 đó, cuối cùng mình muốn nói đây, đó là bạn làm bất động sản bạn giàu được cái trí tuệ mà. Hồi như bây giờ so với hồi xưa mình khá tiến bộ hơn hồi xưa rất nhiều các bạn, về trong cái đầu óc đúng không? Cái đầu óc, cái tính cách và cái tác phong, cái hiểu biết, mình hiểu biết rất nhiều so với hồi xưa. Mà mình không nói là mình bây giờ mình là một người hiểu biết nhiều so với mọi người ngoài kia nhé, mình không nói như thế. Mình nói là mình so với chính mình, mình so với chính mình hồi xưa lúc mình mới còn học đại học, lúc mình còn là học sinh cấp 2, cấp 3, lúc mình mới ra trường mình làm bên cái lĩnh vực sale, bên lĩnh vực khác, mình không phải làm sale bên bất động sản. Thời điểm đó so với thời điểm mà những năm mình làm trong nghề rồi, mình tiến bộ hơn rất nhiều trong đầu óc, mình hiểu biết rất nhiều luôn mà. Mình đi đó ra đây đó rất nhiều, mình mở rộng đầu óc hiểu biết rất nhiều luôn. Mình quen rất nhiều người kinh doanh đủ các loại ngành nghề khác nhau, và đặc biệt là mình làm bất động sản mà khách hàng của mình gần như là đã, gần như mọi người, nói ra là toàn bộ mọi khách hàng của mình đều là những người có tiền mà. Có thể không thể 100% những người trong đó là những người có kiến thức, có hiểu biết nhiều mà, nhưng mà ít ra thì cũng 80%, 90% số người trong đó là họ có kiến thức nhiều, họ có hiểu biết nhiều, hoặc là ít ra thì họ cũng hiểu biết nhiều trong cái lĩnh vực của họ, hoặc là họ bị hiểu biết cũng khá khá thì họ mới kiếm được tiền, họ mới mua đất, mua nhà. Rồi có những người kiếm được siêu nhiều tiền luôn, họ mua được nhiều đất, nhiều nhà luôn, họ rất giỏi luôn. Mình học hỏi lớn được của họ một phần trong đó, thì mình học hỏi được hàng chục người, hàng trăm người, thậm chí hàng ngàn người qua những năm tháng mình làm nghề luôn. Mình hiểu biết tích góp vô rất nhiều các bạn, kiến thức xã hội, kinh tế, văn hóa miền Nam, miền Trung, miền Bắc, miền Tây Nguyên, miền biển, miền tùm lum tùm la hết. Có những khách Việt kiều, nước khách đi nước ngoài về mua các kiểu, mình cũng học mỏi được một chút những cái nào hay, những cái nào kinh doanh, rồi họ những kiến thức giáo dục kinh tế kinh doanh rồi các thứ rất nhiều luôn các bạn. Thì nó bổ sung cho cái đầu óc của mình rất là tốt luôn. Kể cả sau này mình không làm bất động sản đi chăng nữa, mình có thể cũng có thể mình chuyển qua những cái lĩnh vực khác mình làm, mình tự tin là mình vẫn có nhiều đường khác để mình làm được luôn các bạn. Nhưng mà mình thì chắc mình gắn bó với bất động sản chắc suốt đời. Làm bất động sản cái một số chính này nó hơi trừu tượng, nó hơi dài các bạn. Mình học hỏi được những cái tính cách tốt từ những người khác, hoặc từ sách vở, từ những cái đàn anh đàn chị đi trước các thứ, đào tạo những cái sếp cũ của mình rồi vân vân các thứ, đào tạo dạy cho mình cũng rất là nhiều cái hay, và những cái mình cũng chỉ mình học thêm những cái sách hay là những người này người kia vân vân các thứ, hoặc là những cái anh chị kinh doanh bên những lĩnh vực khác mà là khách hàng của mình đó, mình cũng học được rất nhiều. Làm cho cái nghề này nó làm cho mình ngoài hiểu biết, trí tuệ mình được nâng cao hơn, đầu óc mình linh hoạt hơn các bạn, tư duy tốt hơn, mình còn có thể là đầu óc mình nó nhạy bén hơn các bạn, biết nắm bắt kinh doanh, biết nắm bắt thời cơ hơn đó. Mình sẵn sàng chấp nhận thử cái mới hơn, dám mạo hiểm hơn các bạn. Mình hồi xưa mình sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn ở Long An các bạn, thì nhiều khi ở nông thôn nó khó thay đổi lắm, mà cái đầu óc, cái hiểu biết của mình nó bó hẹp lắm, và nghĩ là nói chung là những cái việc gì đó, mọi những công việc mình chỉ bó hẹp trong một cái khuôn khổ nào đó thôi. Sau này mình vô mất lĩnh vực bất động sản thì cái đầu óc của mình nó cơ nới hơn nhiều, nó mở rộng hơn nhiều, tầm nhìn mình nó được khai thông so với hồi xưa rất nhiều, khủng khiếp luôn. Thì từ tất cả những người đó nó giúp cho bản thân mình được phát triển bản thân mình một cách toàn diện hơn các bạn. Ngoài những kiến thức hồi xưa mình học ở trường, lớp, sau này mình học ra ngoài, kiến thức xã hội, kinh nghiệm làm ăn, kinh doanh, buôn bán, thứ làm cho mình cái đầu óc mình được phát triển toàn diện hơn. Chứ đừng có nghĩ là làm bất động sản là chắc là làm nghề đó kiếm được nhiều tiền và chỉ biết vậy thôi là sai các bạn. Mà khi mà đầu óc chúng ta phát triển, hiểu biết chúng ta phát triển nhiều rồi so với chúng ta trước đây, chúng ta sau này chúng ta có thể dạy dỗ con cái nó cũng có thể tốt hơn rồi. Mà một khi mà cái trí tuệ mình, cái kiến thức mình nó đã giàu rồi bạn, kinh nghiệm mình nó đã giàu lên rồi, thì mình tự động mình sẽ kiếm được nhiều tiền các bạn. Mình cứng cửa rồi thì càng ngày mình kiếm tiền nhiều một cách nó dễ dàng các bạn, có nhiều cách lắm rồi bạn. Và khi đó nói thiệt chứ muốn nghèo cũng hơi khó,
làm bất động sản rồi. Nếu mà làm đã lâu năm rồi, chịu học hỏi nha, chịu siêng năng cày bừa nhiều lên, siêng năng tích cực, thì mình xin nói với các bạn là muốn nghèo cũng khó. Mà sắp tới mình sẽ chia sẻ nhiều video về chủ đề bất động sản nữa. Ở trong cái điện thoại của mình nó ghi chú tới hiện tại cho đến bây giờ là 185 cái ghi chú về các cái chủ đề về các video bất động sản mà mình sẽ làm mà. Các bạn có quan tâm về các cái chủ đề bất động sản mà mình chia sẻ hồi trước đến giờ hoặc là sau này sắp tới về chuyện nghề bất động sản, về kinh nghiệm bất động sản thì các bạn có thể trên điện thoại các bạn mở ứng dụng YouTube trên điện thoại các bạn mở ứng dụng YouTube và cho nó dễ và đừng có mở từ Facebook mà bấm vô cái link YouTube của mình mà lên YouTube các bạn ứng dụng YouTube màu đỏ trên điện thoại các bạn bấm vô đó rồi các bạn nếu mà đang thường là đang có đang đăng nhập tài khoản Gmail các bạn vào YouTube các bạn gõ ý tưởng quan hoặc là gõ ví dụ như cái video này nè là ưu điểm của nghề bất động sản chẳng hạn vậy vô đó sẽ bấm xem và ở dưới bên góc ở bên dưới bên tay phải có cái nút đăng ký các bạn bấm đăng ký ở đó và sau đó các bạn bấm tay vô cái nút mà biểu tượng chuông thì các bạn sẽ luôn luôn nhận được YouTube thông báo mỗi khi mà có cái mình có ra một cái video mới thì các bạn luôn luôn nhận được cái video đó trên cái màn hình cửa sổ thông báo của điện thoại của bạn. Rồi, hoặc là các bạn bấm đăng ký trước sau đó bấm vô cái biểu tượng chuông chữ đăng ký tiếng Anh, nếu mà giao diện tiếng Anh là chữ subscribe tiếng Việt là đăng ký thì bấm đăng ký nữa để theo dõi các video mới của mình nhé và đồng thời cũng để ủng hộ mình ra những cái video tiếp theo như thế này. Nếu các bạn có ý kiến gì về chủ đề này của mình thì các bạn cứ mạnh dạn bấm thích hoặc không thích cứ bấm vô cho mình biết nhé để mình rút kinh nghiệm mình làm thêm rồi comment vô bình luận vô bên dưới bình luận vô là bạn làm quan làm video này có chỗ này dở có chỗ kia hay có chỗ này mình thích có chỗ này mình không thích vân vân các thứ để cho mình biết mình rút kinh nghiệm mình sẽ rất cảm ơn các bạn vì điều đó luôn. Nếu dở cứ nói là cần cải thiện chỗ này chỗ kia các thứ thì mình bỏ công ra nhiều để làm cái video này cho mọi người mình mất công setup cũng khá nhiều các bạn chứ không phải đơn giản đâu thì mình chỉ xin các bạn là nếu các bạn chịu khó bỏ một chút xíu thời gian ra để comment ở bên dưới Facebook hoặc là bên dưới cái video này cho mình là nói vô cho mình biết để mình cải thiện rồi các bạn các anh chị muốn làm những video về những chủ đề gì cũng có thể comment ở bên dưới để mà Quang ghi chú vô để mốt Quang thực hiện những video tiếp theo nhé. Thì Quang có kinh nghiệm làm bất động sản nay cỡ 9 năm rồi thì thời gian đó thì cũng không phải là dài cũng không phải là ngắn nhưng mà nói chung là cũng có khá nhiều điều để chia sẻ đối với các bạn bè nào có quan tâm về chủ đề bất động sản ha. Thôi mình bye bye tại đây nói hơi nhiều rồi.